Đây là nấm chaga. Nấm chaga. Xa một chút xíu nữa. Hoàn toàn nấm chaga. Kim cương của rừng xanh. À. Xin gửi cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Kim cương rừng xanh của Canada. Kim cương đen, kim cương rừng xanh. Rất là tuyệt vời. Và đây là mình đang đứng ở trước ánh nắng mặt trời. À, các bạn, các anh chị nhìn thấy là dưới ánh nắng mặt trời, cái nấm này nó thành cái màu vàng quá đẹp luôn, phải không? Đó, cái nấm này gọi là nấm chaga. Nấm chaga. Khi các anh chị và các bạn đi rừng mà trong rừng Bạch Dương đó, thì chắc chắn rất là dễ nhìn và rất là dễ thấy nếu như có nấm chaga. Không có khó khăn chút nào hết. Thường thường là cái nấm chaga này nó mọc có khi đa số là nó mọc ở bên phía bên dưới gốc cây. À, gần dưới gốc cây khoảng chừng từ 1 mét cho tới 3 mét. À, ở dưới gốc cây trở lên đó. Có khi thì nó mọc sát gốc cây cũng có thể có. Và lúc nãy là mình hái cái nấm này, mình chặt cái nấm này đó, là nó ở dưới cái gốc cây chừng độ khoảng 1 mét thôi. Cho nên là rất là dễ dàng lấy. Và hôm nay kể như là đi săn nấm, đi hái nấm chaga đã thành công. Và đây là toàn bộ cái nấm chaga mà mình cầm. Đây, nấm này gọi là nấm kim cương đen của rừng xanh. À, khi các bạn thấy một cái cây nó to và nó có cái tảng đen, nó giống như là cái cục than đen đó. Nó lòi ra ở từ cái thân cây như vậy thì các bạn biết chắc đấy là nấm chaga. Có những loại nấm nó không phải là nấm chaga nha. Nó phải là cái đầu nấm, cái đỉnh nấm nó thò ra đó, xung quanh nó thò ra là màu đen hết, nó giống như là một cái cục than cháy đốt cháy vậy đó. Và khi các bạn chặt ra thì thấy cái màu vàng ở trong phía bên trong nấm như thế này. Đây, chẳng hạn như là màu vàng như thế này đấy. Màu vàng như thế này là đúng. Và phía bên trong của nó, à phía bên ngoài của nó là mình nhìn thấy nó là cái màu đen. Nó là cái màu đen, cho nên là rất là dễ dàng nhận thấy. Và đây là một cái quả nấm mà mình thấy là khá là ưng ý. Nó khoảng 5 kg. Nó khoảng hơn 5 kg. Hơn 5 kg. Cho nên là đây là một cái nấm mà mình hái được một cái rất là ưng ý. Và đây là một cái thành quả của việc hái nấm của mùa thu năm nay. Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Và đây là thành quả đi hái nấm kim cương của rừng xanh ngày hôm nay, là thành quả của mình mà hôm nay mình được khá là nhiều. Dĩ nhiên là nó không có được nhiều những cái nấm nhỏ, là vì mình không có lấy những cái nấm nhỏ. Đây là nấm chaga các bạn và các anh chị nha. Đây là tất cả, mình bê cho các anh chị các bạn xem cái khay này. Khay này khá là nặng. Đây, tất cả là những cái nấm chaga. Nấm chaga có được cái to nhất, một cái quả nấm to nhất. Quả nấm to nhất chaga này nó là một cụm, nhưng mà mình lấy ra nó bị vỡ một chút xíu. Đây, đúng của nó là như thế này đây. Nó như thế này. Đó. Nó như thế này. Đấy. Các anh chị và các bạn thấy là cái nấm này nó khoảng 5 kg. Khoảng 5 kg. Và bây giờ mình mới về đến nhà, cho nên là mình phải xử lý nó. Mình rửa rồi mình để mình phơi khô tự nhiên, chứ còn không có bỏ vào trong lò sấy. Cứ để phơi khô tự nhiên ở trong nhà hoặc là đưa ra ngoài cũng được, nhưng mà là phơi khô tự nhiên. Cứ để cho nó, mình rửa sơ nó đi, rửa sạch sẽ đi. Bởi vì cái nấm này nó trong rừng thì nó cũng không có cái gì là bẩn lắm, dơ lắm. Nó chỉ có bụi hoặc là những cái lá cây hoặc là những cái bụi kia ấy thôi. Đó. Anh chị các bạn thấy là cái cục nấm này, cục nấm chaga này rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đó. Rất là đặc biệt cho ngày hôm nay của mình. Mình đã đi lấy hái nấm. Rất là đã luôn. Đó. Hình thù của nó thì phải nói là giống như là một cái tảng kim cương. Đấy, một cái tảng kim cương. Đây, ví dụ như vậy.
Đó, hình thủ nó nhọn nhọn nhọn, nhọn hình tam giác như vậy. Đó. Dưới này là bên dưới bên trong của nó là màu nâu vàng. Cho nên là mình có thể gọi nó là một cái loại nấm quý, nấm chaga, bạch dương. Đó. Và chỉ có ở những thân cây bạch dương nó còn sống mà mình hái được những cái nấm như thế này thì mới gọi là nấm quý và nấm tốt. Cho nên là nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chứ còn nó không phải là những cái nấm từ những cái thân cây đã chết hoặc là những cái thân cây gỗ mục. Nấm linh chi thì nó đa số là nó mọc từ những cái thân cây đã chết và những cái thân gỗ mục hay là các cái nấm khác. Còn cái nấm này nó mọc phải là những cái cây bạch dương đó, còn đang sống khỏe mạnh đó, đến khi mà cái cây bạch dương ấy nó không còn có thể hút được những dưỡng chất nữa thì lúc đó những cây bạch dương nó sẽ chết và những cái nấm mà như mình gọi là những cái nấm sò đó, những cái nấm sò nó mới phá hủy cái cây bạch dương đó, nó làm cho cái gỗ bạch dương nó mục đi và nó tự nó là phân hủy và nó lại làm thành những cái nền tảng cho những cái cây khác lên, cây thông, cây nấm, cái cây bạch dương khác, cây con nó lên. Đó, thì là như vậy. Nên là cái nấm này nó có rất là nhiều những cái dưỡng chất và các anh chị và các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng Internet, trên Google đó, là sẽ biết được tất cả những cái công dụng của nó. Mấy lần trước mình có đi hái nấm đó, thì thu hoạch chỉ được những cái cục nhỏ cỡ này hoặc là cỡ này là đã là khá lắm rồi á, cỡ này là khá lắm rồi. Cho nên là mình hôm nay mình đi mình thu hoạch được một cái nấm này chỉ mình lấy nguyên một cục này thôi, bây nguyên một cục này thôi là cũng đã là quá là thành công, quá mỹ mãn rồi đó. Đó, xin khoe, xin giới thiệu và xin khoe với các anh chị và các bạn là mình hôm nay cái quả nấm này đúng là quả nấm chưa bao giờ mình nhìn thấy nó được. Đấy, cái nấm chaga này dĩ nhiên là có những cái cây lớn hơn, nó có những cái quả nấm nó to hơn, tới cả chục kilo, hơn chục kilo, mấy chục kilo thì nó có thể nó có, nhưng mà cái này là 5 kilo là cũng đã là mỹ mãn lắm rồi đó. Như vậy còn những cái cục nhỏ này là mình lấy nó trong cái thân cây mà nó bị ép đó, mình chặt nó ra thì nó bị vỡ ra, nhưng mà cũng là rất là quý. Đây chẳng hạn như vậy đó. Tức là nó, nếu mà mình chia ra thì cái nấm nó có ba cái phần, là bên trong nó có vẻ xốp, tức là bên trong mà nó sát vào mấy thân cây nó có vẻ xốp mà nó có màu vàng hơn. Và đến cái phần thứ hai nó gọi là cái phần thân nấm nó già hơn một chút xíu đó, là nó có màu nâu đậm. Còn phía bên ngoài của nó là cái lớp mà đen thùi lùi thế này, là nó do thời tiết, do cái khí hậu khắc nghiệt lạnh tới 15 âm, 20 âm, 35 âm, 40 độ hàng năm như vậy vào cái mùa đông, cho nên là cái này nó có vẻ như là nó sần sùi, nó bị chai sạn đó, giống như là những cái hình thù của những cái cục than đó. Cục than mình đốt cháy rồi đó, xong bắt đầu là nó có vẻ như nó sần sùi như vậy, đen thui lui như vậy đó. Đó, bây giờ mình sẽ mang sát lại cho các anh chị và các bạn xem cái cục nấm này á. Cái cục nấm này cũng rất là đặc biệt, cho nên là mình sẽ mang cho các anh chị và các bạn xem. Đây là cái bình nấu nước của mình. Đây là một vài cái thân cây, và đây là cái thân cây mà mình có người làm tặng mình cái bàn gỗ bằng cái thân cây bạch dương. Đây cũng là một cái thân cây bạch dương mà nó sần sùi, nó có, chắc là nó có những cái cây nấm đấy, tảng nấm, và người ta, và cái ông thợ này ông ấy chặt về, ông ấy tạo dáng, ông làm thành cái bàn nó cũng rất là đẹp. Đấy, làm cái bàn rất là đẹp. Đây, mình cho các anh chị và các bạn xem sát một chút xíu về cái hình thù của cái nấm chaga này nó như thế nào. Đây, các anh chị và các bạn có thể thấy
Đây là, mình ngồi xuống chút xíu cho nó dễ. Đây, đây là cái nấm chaga. Cái nấm chaga nó không khác gì mình gọi là nấm kim cương, nó cũng rất là đúng. Nó hình tam giác đó, nó nhọn nhọn lên và nó sần sùi phía bên trong, sát sát vào mấy cái thân cây, vỏ cây bên trong đó, là nó có vẻ mềm, nó có vẻ mềm và nó, cho nên là mình chỉ cần lấy cái rìu nhỏ nhỏ đó mình chặt ở bên ngoài một cái thôi, là mình cậy ra một cái là nó sẽ rớt ra. Hoặc là nếu nó từ trên cao đó mà anh chị thấy những cái nấm nó bự to hơn như này hoặc nó như thế này cũng được, thì nó có những cái dây thừng và nó có cái cưa ở trên đó để mình quặc nó lên để mình cưa. Có người mình đã nhìn thấy rồi đó. Đây là cái mẹo của họ, cái cách họ làm thôi đó. Và đây là cái quả nấm to, quả nấm to đây đó, nhìn rất là đã. Nấm này mình phải ghép thành một cái cục của nó thì mới đúng. Đây, nó là như thế này đấy, nó ăn vào mấy cái thân cây như vậy đó, ăn vào mấy thân cây như vậy. Và đây là cái kiểu của nó, khi mà nó lớn dần, nó đùn ra, nó sẽ là như vậy đó. Cái hình thù của nó sẽ là như thế. Và trong cái, như mình nói rồi đó, bên trong cái nấm, thân nấm này, tức là nó sát vào mấy thân cây thì nó có vẻ mềm, cho nên là mình khi mình cậy một cái là cái nấm nó sẽ tự nó tách ra. Và bên trong nó sẽ còn những cái mình gọi là những cái mầm của nấm đó. Nó lạnh và nó, khi cái cây nó còn sống, nó còn khỏe thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ nảy ra những cái nấm khác nữa. Đó, nó sẽ đùn ra nữa. Cho nên là mình lấy như vậy, chứ còn mình không có chặt đẽo sát vào đến cái thân gốc cây của nó đâu. Nhưng chỉ cần cậy nhẹ một cái là nó ra cả tảng như vậy. Đó. Cho nên nó rất là đặc biệt đó, nấm chaga. Nấm chaga của cây bạch dương. Và khi mà các anh chị các bạn biết là những cây bạch dương nó có hai cái loại thân cây bạch dương, nó cái lá cái thân của nó đó thì cái vỏ nó hơi trắng, hơi nâu nâu một chút xíu. Hay là cũng có những cây bạch dương, nó gọi là cây bạch dương mà nó thẳng lên và nó cái thân của nó, cái vỏ của nó thay hàng năm đó, nó lột ra đó, và cái thân của nó giống như cái thân phi lao bạch đàn của mình ở bên Việt Nam đó, và cái vỏ nó bóc ra như vậy thì nó thành một cái lớp. Và rất là nhiều người ta bóc cái lớp giấy, lớp vỏ của cái cây bạch dương đó để người ta viết chữ, người ta tặng, hay là người ta làm những cái có vẻ như những cái nghệ thuật để người ta tặng nhau trong những cái dịp lễ, nhất là Giáng sinh hay là năm mới, ví dụ như vậy. Họ gửi cho nhau những cái lời chúc hay là những cái bài thơ đó, thì cũng là một cái cách họ làm như vậy. Có nhiều người đi rừng là họ chỉ thích lấy những cái đó thôi, chọn những cái thân cây nó còn trơn và nó hàng năm nó lột cái vỏ đó ra, là họ lấy những cái mảnh vỏ của cái cây bạch dương đó để họ viết chữ, họ tặng cho nhau. Đó, đây là thành quả ngày hôm nay mà mình, từ trước đến giờ mình đi, là cái cục này có lẽ là cái cục to nhất. Vậy bây giờ mình phải đi, mình rửa sạch sẽ, xử lý sạch sẽ để phơi khô. Đó, phơi khô xong bắt đầu mình mới nấu trà mình uống. Đó, ấm trà mình uống. Như vậy, đó. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã cùng theo dõi cái video clip của mình. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Đây thưa các bạn, đây là cái hốc nấm mà mình vừa mới chặt xong. Đó, mình vừa mới chặt xong. Và đây là thành quả. Đây là thành quả. Một cái nấm mà đúng hình thù của nó là một khối kim cương. Đó. Xin quay cho tất cả quý vị anh chị và các bạn xem. Đây là nấm chaga. Nấm chaga. Kim cương của rừng xanh. Kim cương đen. Hôm nay trời rất là đẹp. Hôm nay săn được quả này vui quá, vui quá. Quá đã luôn, quá đã luôn. Đây là nấm chaga. Nấm chaga. Xa một chút xíu nữa. Hoàn toàn nấm chaga. Kim cương của rừng xanh. Xin gửi cho tất cả quý vị anh chị và các bạn.
kim cương rừng xanh của Canada. Kim cương đen, kim cương rừng xanh. Rất là tuyệt vời. Rồi, để đây.